ngồi đúng chỗ nắng luôn, chói mắt quá. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ ăn sáng bằng món ngô luộc này. Đầu tiên mình đã bóc vỏ ngô ra rồi, bây giờ mình phải rửa ngô cho nó sạch rồi bỏ vào nồi các bạn nhé. Đây, rửa nó như thế này thôi, rất là nhanh, đi không cần xoa xoa nhiều cả. Rồi trong này hai chị em rửa ngô để luộc ăn à? Vâng. Em này luộc ngô cho em ăn à? Vâng. Ai vẫn sống chứ ăn được rồi em. Ai em đừng nghịch nha. Ra để chị đưa rửa ngô nó luộc con ăn nha. Bỏ vào nồi. Một, hai, ba. À đây lấy nước nha. Vâng. Bây giờ là mẹ mình đang đi lấy nước để đổ vào nồi các bạn ạ. Được rồi, thế thôi. Thế này thôi á? Ờ, từng đấy là được rồi. Ngô nhé các bạn. Đây, gạch đây. Mình sẽ lấy gạch chồng lên nhau để làm thành một cái bếp nhé. Mình sẽ nhóm bếp nhá. Đây là cây bạch đàn này, lá bạch đàn đấy này. Lá bạch đàn là cháy rất dễ cho nên mình sẽ dùng bật lửa cháy làm cháy cái này và lấy những cái cây bạch đàn to này nhét vào nhé. Đây. Mình sẽ cầm nó như thế này. Đấy giờ. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đốt lửa này. Gió quá các bạn ạ. Cháy vào lá này. Cuối cùng cũng nhóm được rồi các bạn ơi. Cho nó cháy bùng bùng lên. Wow. Oh no. Cho những cây bạch đàn to này bạn. Thank you.
Cái ở bên này là gió nó tạt sang bên đấy là sao trời? Khói quá các bạn ơi. Các bạn chỉ cần đợi thêm một tí nữa thôi. Đằng này này là nó sẽ sôi lên. Rồi mình sẽ mời các bạn cùng ăn nhé. Cho bây giờ ngô sôi ở đây mình thử lấy cái cây này mà lắp nó ra này nhá. Wow, sôi thật luôn. Ngon tiệt. Bây giờ mình sẽ gọi cho em ra ăn sáng. Mãi mới được một bữa ăn sáng thế này. Các bạn ơi, chưa chín đâu. Phải đợi thêm một tí nữa nó mới chín được. Nó phải sôi được một lúc nữa. Bây giờ mình sẽ cho củ vào. Ủa là nó chó 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 chó. Em mình đây các bạn. Chưa mẹ. Phải đợi thêm một lúc nữa nè. Các bạn ạ, cái gì đây? Cần già đấy các bạn. Bây giờ trong lúc chờ đợi ngô chín thì mình sẽ đi chặt lá chuối để ra ngoài vườn ăn nhá. Bây giờ mình sẽ ra chỗ kia chặt lá. Đi các bạn. Này cho nó to này. Đầu luôn. Đây. Úi giời. Đây. Để đây. Nó chí to đấy các bạn. Đây. Úi giời. Úi nhựa. Đấy. Đây, mình bây giờ sẽ mở nha. Bấm lắm các bạn ạ. Các bạn chớ nên cầm tay nha. Bây giờ mình thử lấy cái môi này múc xem có được không. Chị lấu ngô cho em ăn đấy. Yeah. Ngô của em đấy. Ngô. Các bạn ơi, tớ ăn hết một cái nhưng cũng thấy no rồi. Thôi video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Bye bye. Like nữa này.